Đây, xin chào buổi chiều mọi người á. Đây những cái cây cúc thọ hương nè, nó còn tươi rói à. Thơm lừng lững luôn á. Nói chung mấy cây này đã đổ á, cả nhà nồng nặc cái mùi thơm luôn á. Hoa nè, cây này mới nếp có 1,5 năm thôi ha, gốc tứ quý 50 hoành đó. Anh em có ghép có cái tham khảo ghép không? Cái này ghép mai vàng ghép được 2 năm rồi. Cái này thì gốc mai vàng ghép được 5 năm rồi, hơn 5 năm rồi. Cái này mình mua lại cũng chú Hiền á, rất là thơm á. Giờ khoảng 5 giờ chiều là nói chung là nó thơm ngào ngạt luôn á. Đó là cây giảo cánh tròn á, hoa rất đẹp á, chung nhất chiều nè, nhìn đã lắm. Đó, nó rụng cái nhị nó tóp lại, nó chưa có rụng á, nhìn cái râu là giống như cái đồng tiền vậy á, đã lắm. Đó, giống này mình thấy sau này có hứa hẹn có tương lai trên thị trường á, hoa rất là đẹp á. Nhìn này, có duyên nè, thọ hương đó nè. Những cái cây thọ hương thì chúng ta chưng trong mát nó mới đẹp á, chưng ngoài nắng thì nó thâm dập hết trơn à. Như cây này á, không lại bỏ ngoài nắng nè, cánh hoa dập te tua hết trơn á, vô trong mát thì rất là đẹp á. Thọ hương nè, quá sức á, nó vàng ươm hết trơn à, như bông giả vậy. Quá sức kìa. Như bông giả gắn lên nha. Cái này bông thật á. Quá sức kìa. Thọ hương nữa nè ha. Rồi, anh em xem những cây phú tân á. Phú tân nè, nè lên chừng thấy mê luôn á. Lúc mà lặt lá ra không, lúc nụ có mấy cái nhìn nản muốn chết á. Tới chừng lên chừng xanh là anh em thấy không, đó, lên xanh rờn hết trơn á. Phú tân quá trời nút nụ quá, cái hoa tròn rất là đẹp á, như đồng tiền vậy, ít cánh thôi à. Hai cái dòng này mình khoái nhất á, vì nở rất là đều á, cánh hoa nó đẹp. Dàn xương ở dưới á, dàn ngang ra thôi à. Ở trên nút nụ anh em thấy không, nè phú tân á, buổi chiều nè, nay mình tưới nước á, xong đem vô nhà chưng á. Phú tân nè, quá đều á, không có nín bóp nào hết trơn, đều hết trơn luôn nè. Phú tân lên đều răm rắp luôn á. Phú tân à.
Rồi, kế bên là cây đa phúc ha. Phúc nụ rất là đã. Cây đa phúc cái gốc lớn nè. Hoa đẹp ha. Đó, hoa nó thẳng thớm, nó không bị bật ngửa. Này nắng rất là gắt luôn. Đa phúc lên nút nụ. Tào 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 luôn nè, anh em thấy không? Đa phúc hợp ghép gốc lớn chơi được á. Này cây đa phúc à. Hoa đẹp. Đa phúc thì màu nó lợt á. Lợt hơn so với Thủ Đức, lợt hơn so với Phú Tân nữa. Phú Tân màu đậm. Đa phúc á. Lên nụ nè. Đây cây thọ hương á. Hương chưng ngoài trời á. Thọ hương chưng ngoài trời á. Này, đây cây Phú Tân à, lên nụ nè. Hổm lật lá ra, có mấy cái nụ le que, bữa nay lên chưng xanh á. Đều hết trơn á. Anh em xem à, Phú Tân á. Từ dưới lên trên á, lên đều hết trơn á. Đều răm rắp luôn á. Chừng 4, chừng 5, 4, 5 đều hết trơn á. Rất là đã. Khi mà ghép gốc có mười mấy hoành thôi á. Lên chân à. Hoa tròn dễ thương á. Rồi, cho anh em có động lực chơi á. 7-8 năm trước ở nhà làm á. Gốc nhỏ thôi. Phú Tân lên rất là đều quá, nguyên cây luôn nè. Anh em tham khảo quá đầy nụ luôn á. Phía sau này cây Thủ Đức ha. Đức thành nụ cũng đều quá. Chừng 5, chừng 6 không ạ. Phú Tân thì màu đậm bằng Thủ Đức ha. Đều răm rắp luôn. Rất nhiều anh em hỏi thằng dẻo nhung á. Này, dẻo nhung buổi chiều nè. Này nắng á, bầm dập bông rồi. Hoa cũng còn đẹp á. Đó cây Thủ Đức. Nhẫu nhung nè. Nhẫu nhung rất là đẹp á. Khoái cây Phú Tân á. Nó lên nụ đều dữ lắm đều. Bông nó tròn khích dễ thương á.
hơ nhìn đậm ghê không. Đây, dòng cánh xoắn đọt đỏ hoa buổi chiều nè, này rất là đẹp á, nó tròn như Phú Tân vậy. Màu đậm á, cánh đẹp, nút nụ bung nhiều á, đọt ra màu đỏ. Sang năm ghép sưu tầm anh em chơi vui á. Cánh rất là thẳng á, thẳng đẹp. Cánh hoa buổi chiều vẫn rất đẹp. Thọ hương đậm mắt, sang trước anh em xem cái giả đồng tiền trổ bông á. Giả đồng tiền trổ bông buổi chiều nè. Buổi sáng nó có cái nhị đẹp á, buổi chiều nhị rụng rồi nè, cái hoa nó sạch sẽ ha. Sạch sẽ, này hoa trổ ngày hôm qua hôm kia vậy. Trổ buổi sáng nè. Đồng tiền này, đây có cây siêu bông á, siêu bông Sài Gòn nở hoa nè, siêu bông Sài Gòn, siêu bông thành phố vậy nè. Trổ bông à, bông này trổ ngàn hoa, nói chung là ông bự á, cánh hoa thì nó không có được cứng cáp lắm. Bông này trổ sáng ha, cây này ghép non á, ghép mới có mấy tháng à cũng cho hoa được á. Đồng tiền nè, chúng ta xem lại mấy cây Phú Tân rồi đó, Phú Tân, Đa Phúc, Thọ Hương ở trong đây. Đa Phúc nè, lên rồi quá, chùm 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 luôn nè. Khoái thằng Phú Tân á, rất là đều quá. Lên đã lắm. Rồi, chúc anh em buổi chiều tốt lành đó. Rồi, xin chào.